Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long bật mí cơ duyên đến con đường cải lương, may mắn nhận được sự nâng đỡ từ các đàn anh và lý do lấy nghệ danh đầy bất ngờ. Nhắc đến nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, khán giả nghĩ ngay đến nghệ sĩ với giọng ca ngân dài, mùi mẫn. Ngoài lĩnh vực cải lương, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim Người Hát Trong, Hậu Hoa Hậu, Tiếng Sương Cầm Trong Mưa. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam nghệ sĩ quyết định sang Mỹ định cư. Tại gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đáp lại sự ngóng trông của khán giả sau thời gian dài mất hút trên màn ảnh. Chia sẻ về những ngày đầu tiên theo nghiệp cải lương, không ít gian truân và người mẹ hai của anh mang ơn cả đời. Về nguyên do lâu nay nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long hiếm xuất hiện trước công chúng, nam nghệ sĩ chia sẻ hiện tại anh đã là người đàn ông của gia đình nên phải dành thời gian tâm sức để chăm sóc cho tổ ấm nhỏ. Là người con miền Tây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sớm tiếp xúc với cải lương, thừa hưởng máu nghệ thuật từ cha và anh trai Châu Tuần. Bước ngoặt lớn của cuộc đời là khi anh được ba dẫn đi thăm anh trai và bị bỏ lại đoàn cải lương La Ngà, Nha Trang, cũng từ đầu khán giả đã biết đến một giọng ca trẻ tài năng. Lúc tôi học cấp 2, ba tôi bắt nghỉ học để đi gặp anh Châu Tuần. Mà lúc về thì ba đi mất tiêu, không nói không rằng để tôi ở lại đoàn hát. Một ngày sau, tôi được lên sân khấu làm quân sĩ, từ đó ăn cơm tù nghiệp, dần dần được đưa lên làm kép luôn. Tôi tên thật là Trương Hoàng Kép, anh Châu Tuần mới đặt nghệ danh là Châu Kép. Một thời gian sau thì đổi sang Châu Kiệt. Thế nhưng dưới tỉnh có nhiều nghệ sĩ lấy tên này quá. Có lần tôi bị đặt nhân. Dân giang hồ cầm dao tìm đến tận đoàn. May mà lần đó thoát được, tôi sợ quá nên đổi thành Tiểu Long. Thời đó tôi cũng thần tượng anh Kim Tự Long lắm. Khi nghỉ hát ở miền Trung, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long lên Sài Gòn và tình cờ được gặp thần tượng Kim Tự Long. Với tài năng và niềm đam mê cháy bỏng, nam nghệ sĩ được nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long nhận làm đệ tử theo ý nguyện và giới thiệu biểu diễn tại các quán nghệ sĩ. Tiếng lành bay xa, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long được đạo diễn biên tập tiếng tăm để ý và mời đóng tuồng làm vợ trợ lớn và được nghệ sĩ gạo cội Vũ Linh, Tài Linh, Lê Thủy, Minh Vương, Kim Tự Long, Ngọc Huyền nâng đỡ. Tưởng chừng sự nghiệp khởi sắc nhưng nào ngờ chẳng ai mời nam nghệ sĩ dù đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn cải lương Phượng Hoàng. Anh kể, tôi ở nhà chờ người ta mời đi đóng mà chẳng ai thấy. Mãi đến một ngày, anh Phượng Hoàng gọi lên lấy tuồng về học. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng mưa gió cỡ nào tôi cũng chạy đi ngay. Mừng đến nỗi mà đi xe không thẳng, còn vượt đèn đỏ, thế là tôi đụng phải một xe đi xe đạp mà xe người ta gãy làm đôi luôn. Vét hết trong túi mới được 30.000 để đưa cô ấy cầm tạm. Kể đến con đường sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Kim Tự Long, thì không thể quên nhắc đến người đồng hành cùng anh trong một vở diễn, Cô Linh. Vào một lúc, trợ lý cũ của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nghỉ việc vì cảm thấy nam nghệ sĩ không có tương lai, cô Linh đã nhận lời chăm lo cho cuộc sống của anh. Quý mến tính cách dễ thương thật thà, nhưng cuộc đời làm vất vả, cô Linh luôn xem anh như con trai mà đối đãi, thậm chí không lấy chồng sinh con. Tình cảm cao cả của cô dành cho nam tài tử, làm MC Quốc Thuận cũng phải ghen tị. Nói thật, đời nghệ sĩ chẳng mấy ai có phúc như anh Long. Dù cô không phải mẹ ruột nhưng sự hy sinh của cô khiến con rất cảm động. Làm việc chung sống gần 23 năm, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cũng xem cô Linh như người mẹ thứ hai của mình. Nghĩ đến thời gian sắp phải trở về Mỹ vun vén gia đình nhỏ để cô Linh lại Việt Nam, tài tử không kìm được nước mắt, nghẹn ngào thổ lộ tâm niệm: ba mẹ con mất rồi, con chỉ muốn cô được khỏe mạnh mà sống với con. Cô cháu mình chia sẻ vui buồn: những lúc sung sướng con sẽ làm tất cả để phụng dưỡng cho cô, vì cô thực sự giống như mẹ ruột của con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.